Xin chào các bạn, mình là Legion. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một đường đua bữa sáng Hot Wheels. Mình sẽ lắp ráp cho các bạn thấy một đường đua Hot Wheels cực chất. Bữa sáng chính là bữa ăn yêu thích của mình. Vì vậy, mình đã làm một đường đua có thể giúp mình làm bữa sáng. Hãy cùng xem mình lắp ráp như thế nào nha. Chuẩn bị, sẵn sàng, tiến hành thôi. Mình muốn dựng đường ray từ chỗ này tới chỗ này. Mình sẽ cần một bệ phóng cực mạnh để khởi động. Chúng ta có rồi nè. Hãy bắt đầu với những dòng xoắn. Đây là thứ mình dùng để dựng đường ray. Tuyệt thật. Giờ thì mình cần đường đua đi từ khu vực nhà bếp tới bàn ăn. Cái ghế đẩu này có chiều cao hoàn hảo để hỗ trợ đường đua của mình. Có vẻ như mình sẽ cần nâng đường đua lên xíu nữa. Ơi, những cái hộp chứa này sẽ làm được. Hoàn hảo. Mình muốn đường đua của mình ở mức cao hơn so với bình sữa, để có thể đổ sữa vào trong tô ngũ cốc của mình. Vậy là nếu mọi thứ hoạt động theo đúng như kế hoạch, thì cái xe này nên gia vào miếng màu vàng và đổ sữa vào ngũ cốc của mình. Được rồi, chạy thử thôi nào. 3, 2, 1, xuất phát. Suýt chút nữa là được. Mình nghĩ cần gia vào mạnh hơn nữa. Cái này cần sử dụng một ít mẹo. Bộ phận tăng tốc này sẽ làm cuốn gia chạm mạnh hơn rất nhiều. Xuất phát thôi. Thật tuyệt. Mình sẽ cho thêm sữa vào sau khi hoàn thành toàn bộ đường đua. Tiếp theo, bánh donut. Oh yeah. Đường đua thứ hai sẽ có làn đường dành cho bánh donut. Làn đường này cần phải đi về phía bàn ăn. Đường cong này sẽ đẩy những chiếc xe đến nơi chúng cần đến. Cái thớt nhỏ sẽ nâng đường cong này lên để có thêm sự hỗ trợ. Đường đua cũng hoàn toàn phù hợp ở bên trong cuộn khăn giấy này. Có rất nhiều thứ trong nhà bếp có thể giúp mình giữ được đường ray. Hãy sử dụng một chiếc ghế đẩu khác để tạo một cây cầu giống như chiếc đầu tiên của chúng ta. Những chiếc rổ này sẽ tăng thêm chiều cao mà mình cần cho chiếc cầu này. Những đường cong ngoằn ngoèo này sẽ dẫn đường đua tới đĩa của mình. Tuyệt. Giờ thì chúng ta chỉ cần thêm cái này để đưa xe tới chỗ bánh donut. Sẽ tuyệt vời lắm đây. 3, 2, 1, xuất phát. Xém tí nữa là được rồi. Bánh donut ở ngay phía trước của đoạn đường nối. Nhưng siêu xe đã nhảy vượt qua khỏi chiếc bánh. Mình không nghĩ là đoạn đường nối sẽ hoạt động như vậy. Mình cần cách khác để đẩy donut vào dĩa. Đoạn đường nối này sẽ có một miếng màu vàng nhạt lật lên khi xe chạy qua. Hãy đặt chiếc bánh donut lên đoạn đường nối để nó có thể lăn xuống đĩa. Tuyệt, có vẻ tốt rồi. Thử xem nào. 3, 2, 1, xuất phát. Được rồi, một điểm cho đường đua donut. Tiếp theo, chúng ta hãy kết hợp một thứ gì đó có ích hơn một chút. Chúng ta sẽ làm cuộn trứng luộc. Hãy thiết kế đường đua với bộ booster ngang này và một cây cầu từ đây tới bàn ăn. Đây là những thứ mình sử dụng để xây đường đua này. Các thùng chứa này sẽ nâng đường ray lên phía trên cái tô. Nhưng mà làm thế nào để quả trứng ở trên đường đua đây? Có lẽ mình có thể sử dụng một trong những thứ này. Mình có thể đặt quả trứng ở đây và đặt các đường nối lùi lại một đoạn chỗ nối. Tốt lắm. Được rồi. Đã tới lúc thử nghiệm việc thả trứng. 3, 2, 1, xuất phát. Sắp được rồi. Có vẻ quả trứng này cần lực đẩy thêm một xíu nữa. Các bạn hiểu không? Được rồi nè. Thật hoàn hảo. Thử lại lần nữa. Tuyệt vời, quá đã luôn. Hay lắm. Mình đã sẵn sàng ăn rồi, nhưng mình vẫn cần một cái thìa. Mình biết rồi, dựng thêm một đường đua nữa để hoàn thành bữa sáng. Con đường này sẽ cần một cây cầu dài đó. Và những chiếc ghế đẩu này thật hoàn hảo. Mình sẽ cần có một chút tốc độ ở đây. Đường đua này cần dòng xoắn liên tục để đến được chỗ tô ngũ cốc. Đĩa và hộp đựng ngũ cốc này vừa đủ độ cao cho đường đua.
và đường cong cuối cùng ngay tại đây sẽ đẩy thìa vào tô và một chồng cốc để hỗ trợ nó. Tô ngũ cốc vẫn còn ở khá xa so với điểm này, cho nên cái này sẽ dùng làm thìa bay ngang qua một miếng lót và lọt vào tô ngũ cốc. Được rồi, đi thôi. Wow, bệ phóng này mạnh ghê. Xe cần giảm tốc một chút để quẹo vào đường rẽ này. Nếu mình thử thay thế một trong những thứ này thì ra sao đây ta? Được rồi, thử chơi thôi nào. Tuyệt, tất cả đường đua bữa sáng của mình hoạt động tốt. Được rồi, đã đến lúc làm bữa sáng cho mình bằng máy làm bữa sáng này. Làm thôi nào. 3, 2, 1, xuất phát. Wow. Yeah, tuyệt vời. Đi thôi. Quá đã luôn. Đi nào, đi nào, đi nào. Còn giờ thì quá ngầu luôn. Ôi, các bạn thấy không? Bữa sáng ngon hơn nhiều khi các bạn tự tay làm đó. Ngon quá đi. Mình đã tự tạo ra đường đua, và giờ mình đã có máy làm bữa sáng của riêng mình rồi. Còn đường đua của các bạn thì sao nào?